Kính thưa quý vị, trong phong thủy, thủy là dòng chảy của tư duy, là sự linh hoạt hay khả năng nắm bắt kiến thức, mở rộng tầm nhìn. Người thiếu năng lượng thủy sẽ khó gặp thuận lợi trong đời sống. Do đó, bổ sung năng lượng thủy đúng cách sẽ giúp chúng ta cân bằng cuộc sống, hướng tới thành công. Trong chương trình hôm nay, Hồng Kỳ xin tiếp tục chia sẻ với quý vị thêm một số kiến thức để bổ sung năng lượng thủy. Quý vị ạ, sau khi phát sóng tập trước, nhiều bạn có hỏi tôi là ngoài việc coi ngày tháng năm sinh để biết mình thiếu năng lượng thủy hay không, thì có dấu hiệu nào thực tế mà khiến chúng ta phải suy nghĩ là mình liệu có đang thiếu năng lượng thủy? Người thiếu năng lượng thủy phần lớn sẽ có những triệu chứng như sau: thận yếu, máu huyết có vấn đề, hay quên, lãng tai, vân vân. Đôi khi có những người thiếu năng lượng thủy nhưng không có những dấu hiệu này. Vậy làm sao để bổ sung năng lượng thủy để tiếp nối cho phát sóng hôm qua? Sau đây Hồng Kỳ xin tiếp tục chia sẻ thêm một số cách nữa để bổ sung năng lượng thủy. Các bạn biết không, đeo vàng rất là tốt cho bạn, bởi vì khi đeo vàng thì kim sinh thủy, tăng cường năng lượng thủy cho bạn. Người thiếu năng lượng thủy nên đeo vàng, tốt nhất là đeo dây chuyền vàng, và đặc biệt rằng khi bạn đeo lắc ở dưới chân mà đặc biệt là chân trái sẽ rất là tốt, bởi vì nó sẽ hóa thủy phi cho bạn. Người thiếu năng lượng thủy nên chọn một bức tranh sơn dầu có màu vàng và màu lam nằm ở thủ đạo, treo trong căn phòng của mình sẽ tăng cường năng lượng thủy cho bạn. Một phương pháp nữa để tăng cường năng lượng thủy đó chính là đeo bông tai. Tại sao tôi lại nói là đeo bông tai? Bởi vì trong cơ thể chúng ta, thận và lỗ tai chính là năng lượng thủy, và khi chúng ta đeo một đôi bông tai bằng kim loại, kim sinh thủy, là kích hoạt nguồn năng lượng thủy giúp chúng ta thông thái hơn, uyển chuyển hơn trong các công việc và mọi việc sẽ hành thông. Thức ăn có đem tới năng lượng thủy hay không? Các bạn sẽ thấy rằng hải sản sẽ giúp đem tới năng lượng thủy. Người thiếu năng lượng thủy nên ăn cá hoặc món sashimi của Nhật sẽ rất tốt. Từ 11 giờ trưa đến 13 giờ thì hỏa rất là vượng. Vì vậy, hãy dùng cá vào khung giờ này sẽ đem năng lượng thủy rất là nhiều cho các bạn. Một cách nữa để giúp chúng ta tăng cường năng lượng thủy đó chính là nuôi cá. Nuôi cá trong nhà sẽ giúp tăng cường năng lượng thủy, đặc biệt là khu vực phía bắc của căn nhà. Tuy nhiên, nếu bạn không có thời gian nhiều để chăm sóc cá thì có thể đặt ở đây một phong thủy luôn, đặc biệt là trong năm 2022. Các bạn có thể nuôi đồng thời nhiều loại cá. Tốt nhất nên nuôi cá có màu đen, thứ đến là cá chép, cá cảnh hoặc cá rồng. Đồ pha lê cũng là năng lượng thủy. Nếu trên đồ pha lê của bạn có in hình 9 con cá thì sẽ nhận được năng lượng thủy tích cực. Và một phương pháp nữa để lấy năng lượng thủy đó chính là đi du lịch. Đi về hướng Bắc sẽ mang đến năng lượng cho người thiếu năng lượng thủy. Trong đời sống thường ngày có nhiều việc giúp bạn tăng năng lượng thủy mà vô tình bạn không biết, như rửa xe, lau dọn nhà cửa, mở nước, tắm rửa, bơi lội, vân vân. Viết thư pháp cũng là một cách để nhận năng lượng thủy rất tốt. Nhà người thiếu năng lượng thủy không nên vì thiếu diện tích mà tháo bỏ bồn tắm, chuyển sang tắm đứng bằng vòi hoa sen, bởi vì bồn tắm là nơi giữ năng lượng thủy cho người thiếu thủy. Nếu tháo bỏ bồn tắm, người thiếu năng lượng thủy sẽ gặp nhiều điều không may mắn. Trong quá trình xem phong thủy cho khách hàng, tôi rút ra được một kinh nghiệm: những người thiếu năng lượng thủy khi dẹp bỏ bồn tắm thay bằng vòi sen thì gặp những điều rắc rối và sự may mắn tạm biệt họ. Bạn có bao giờ làm như vậy không? Người thiếu năng lượng thủy không những phải tắm vào buổi sáng sau khi ngủ dậy mỗi ngày, đồng thời phải trữ nước sạch trong bồn tắm. Phương pháp này sẽ mang lại rất nhiều điều may mắn cho người thiếu năng lượng thủy. Đi chợ cũng là một cách lấy năng lượng thủy về. Người thiếu năng lượng thủy tự mình đi chợ mua thức ăn là hoạt động lấy thủy rất tốt. Đặc biệt là đến các khu vực bán hải sản, bán cá sẽ gặp nhiều may mắn. Đi siêu thị thì ít thủy hơn, nên mua một chai nước suối lớn về nhà. Thậm chí quanh năm đặt một chai nước khoáng lớn ở phòng khách. Đó chính là phương pháp lấy thủy. Người thiếu năng lượng thủy sẽ gặp nhiều điều không may mắn, thì ngủ sớm là một cách bổ sung năng lượng này. Khi đi ngủ phải tắt đèn hoàn toàn, không nên để một ngọn đèn ngủ trong phòng mình. Đến đây Hồng Kỳ xin được khép lại nội dung của 1001 câu hỏi về phong thủy hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.